Dạ, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Sang Sài Gòn. Hiện tại mình đang đứng ở số 5 Đoàn Thị Điểm nha. Thì bây giờ hiện tại mình khoảng 7 giờ sáng nhưng mà shop Hồng Loan chưa mở cửa cả nhà. Tại hôm nay là ngày 5 tây tháng 12 thì nay ngày thẩm định lần 2 ở nhà của cố nghệ sĩ ưu tố Vũ Linh. Thì buổi sáng thì ở đây rất là thông thoáng ha. Anh em YouTube quay cũng rất là đông luôn cả nhà. Đó là YouTube luôn. Thì nhà Hồng Loan cũng chưa mở cửa cả nhà. Đây quay bối cảnh xung quanh buổi sáng trước giờ thẩm định nha. Đây khu phố của nhà Hồng Loan này. Mình cũng tranh thủ buổi sáng mình cũng đi sớm nhưng mà dù kẹt xe nhiều quá. Anh em đến từ sáng luôn, đến khá là đông. Nhà có lẽ chắc là đang ngủ hay đang dọn dẹp để chuẩn bị đón buổi sáng nè. Dẹp thì sẽ đón buổi sáng. Trên sân thượng thì bông hoa nhiều. Thời sinh thời thì cố nghệ sĩ ưu tố Vũ Linh thì hay chăm sóc bông hoa, trồng cây trên sân thượng nha cả nhà. Đây là bối cảnh bên đối diện với đối nhà với chị Loan nha. Quán cà phê. Đây có hai con chim đang đậu trên cái cây dây điện. Đây là đường hẻm cặp bên hông nhà chị Hồng Loan nha. Đường hẻm số 5. Số 5 rất là đặc biệt luôn. Cậu năm là thứ 5. Ngôi nhà số 5 gần bên hẻm cặp bên hẻm số 5. Cậu năm mất ngày 5 tây tháng 3 cũng là con số 5. Cô 6 đi khởi kiện vào ngày cô 6 đi khởi kiện vào ngày 3 tây tháng 5. Số 5 rất đặc biệt luôn. Thì thẩm định lần 1 cũng vô vào ngày 26 tháng 10, cũng vô vào ngày thứ 5. Thẩm định lần 2 ở thành phố Thủ Đức, những miếng đất thì cũng vô vào ngày 15 tây tháng 11, cũng là con số 5. Hiện nay thì thẩm định lần 2 ở ngôi nhà thì cũng vô vào con số 5 là ngày 5 tây tháng 12 cô chú anh chị. Quá đặc biệt luôn. Đây là quang cảnh buổi sáng đây. Trước giờ thẩm định. Đây những anh em YouTube rất đông luôn. Hôm nay thẩm định thì chắc chắn là sẽ có bên cô 6 sẽ ghé. Và bên chị Hồng Loan thì chỉ có chị chắc chắn là có chị Ni đại diện pháp lý cho chị Hồng Loan. Đây có hai con chim bồ câu đang đậu trước cửa nhà của chị Hồng Loan nha. Bầy bồ câu luôn. Rồi để chút xíu mình cập nhật tình hình về thẩm định buổi thẩm định như thế nào nha. Rồi cô chú anh chị hãy đợi nha. Đây cũng giờ là cũng tới giờ thẩm định rồi cả nhà. Thì nghe nói là khoảng chừng 8 giờ ha, 8 giờ bắt đầu mới thẩm định. Bên phía cô 6 cũng ghé. Đây đây rất là đông người hâm mộ luôn, đang chờ đợi luôn. Không buổi thẩm định nha. Đây bà con cô bác ở gần đây cũng hóng buổi thẩm định nha cả nhà. rất là đông người hâm mộ luôn, anh em YouTube luôn đang chờ đợi giờ thấm định cả nhà. Đây là quang cảnh trước giờ thẩm định. Đây là quang cảnh trước giờ thẩm định cả nhà. Thì thẩm định lần giờ nhà của chị Hồng Loan đã mở cửa cả nhà. Anh Mỹ, chồng của chị Hồng Bum nha, cái xe đi. Còn chứ? Anh để xe đi ạ. Mà đi cái khúc trong cái này là anh chở. Rồi đi xe đá. Mến chào cả nhà nha, cô chú anh chị nha. Hiện tại bây giờ là cũng gần 8 giờ rồi. Luật sư đã tới nhà chị Hồng Loan nha. Luật sư đã tới nhà chị Hồng Loan. Giờ luật sư đã vô nhà chị Hồng Loan nha. Rất là đông anh em YouTube luôn. Như vậy thì chúng ta thấy là đây xe của luật sư đây. Thì hôm nay là xe của luật sư đây. Dạ đi một chiếc xe nha. Đó, đi một chiếc xe nha. Rồi cả nhà được chờ đợi chút xíu nha. Đó. Buổi thẩm định đã bắt đầu thì để mình ghi hình cho cả nhà xem nha. Dạ mến chào cô chú anh chị bạn, thì hiện tại bây giờ rất là đông người hâm mộ luôn nha. Mộ và anh em YouTube đang chờ đợi giờ thẩm định nha. Rất là đông luôn. Luật sư đã ghé nhà Hồng Loan rồi cả nhà. Thì rất là đông anh em YouTube luôn, mọi người hâm mộ đang chờ đợi giờ thẩm định nha. Thì của mấy anh công an và văn phòng đã giữ trật tự đã tới rồi cả nhà. Giữ trật tự bữa thẩm định nha. Buổi thẩm định cũng bắt đầu nữa. Nhân lực chuẩn bị rồi đó, mấy anh giữ cho trật tự đã tới anh cả nhà. Bây giờ xe của anh Sang tới cả nhà. Nhất là đông là khán giả đang chờ đợi buổi thẩm định nè. Cơ quan chức năng cũng đã tới giữ gìn trật tự nha. Rất là đông anh em YouTube với người hâm mộ chờ đợi thẩm định cả nhà. Tới cả nhà ơi. Ninh Tí với vợ Ninh Tí là Bích Trâm đã tới nhà Hồng Loan cả nhà. Rất là đông khán giả và anh em YouTube nha, đang chờ đợi buổi thẩm định cả nhà. Rất đông là người hâm mộ và anh em YouTube đã quan tâm tới buổi thẩm định nha. Mấy anh chú công an đã cũng giữ gìn trật tự cũng đã tới cả nhà. mùi quá đông các em đến con này nhặt lên. Đây giờ có cụ bà gõ cửa nhà chị Hồng Loan nha, muốn vô đốt nhang cho cậu Năm. Cụ bà mua trái cây cúng cậu Năm cả nhà. Bà bán vé số để mua trái cây cúng cậu Năm trước giờ Thẩm Định nha. Chắc là đông là người hâm mộ nha. Bên phía đối lập của anh Vũ Thơ qua cả nhà thì mình chia sẻ cho nhà biết thêm những tình hình thì như thế nào thì như thế nào nha. Thì ai là cái người chưa được thấy anh cảnh sát giao thông cũng đỡ đến để giữ gìn trật tự cho buổi Thẩm Định cả nhà. Trời, anh công an cũng ghé nhà chị Hồng Loan nha. Tới cả nhà. Đây là tôi là cái thằng tới nè. Viên kiểm sát. Cháu vô bà cái thằng tới cái không? Rồi, rồi, tòa án kiểm sát tới cả nhà ơi. Cái này tới giờ không hiện tại giờ bên cô Sáu đã tới cả nhà ơi. Rất là đông luôn, mình quan tâm luôn. Đông luôn. Vô rồi. Sao bà con thấy kìa, bà co đâu có được chứ. Vô rồi, xuống rồi kìa, vô rồi kìa. Không có đâu kìa, bà còn sao kìa, đâu có cho vô. Đi không cho vô mà xuống rồi. Đang đi cho bà Sáu chứ không nghe vô thôi. Đang đi nó làm sẵn rồi mà. Rất là đông luôn cả nhà ơi. Vô rồi. Rất là đông luôn cả nhà ơi. Anh biết tại sao khẳng định không? Bán chai này, nhà này có 5 tỷ à. Nên là người ta có thể khẳng định đúng thì bằng cách tiền lớn. Rất là đông người ủng hộ Hồng Loan đã tới nha cả nhà ơi. Rất là đông người hâm mộ luôn, đông hơn lễ hội luôn. Chỉ cạnh con ghé à cả nhà. Xe này xe của cô Sáu nè, chở cô Sáu tới Thẩm Định nhà cả nhà. Cảnh đang chụp hình lưu niệm với người hâm mộ nha. Tại bây giờ cơ quan chức năng và tòa án huyện Ninh Xá đang thẩm định căn nhà Hồng Loan tại bên trong, thì cô chú anh chị coi tiếp phần sau nha. Xin chào. Cái cảnh rồi. Vô nước đi. Cái cảnh rất là dễ thương cả nhà, luôn luôn vui vẻ nha.